Ở đây có iPhone 14 Pro Max không ạ? 15 rồi em ạ. What? Độc lạ Bắc Ninh, thiên đường mua sắm, gì cái gì cũng có để các cụ có cuộc sống đầy đủ nhất ở thế giới bên kia. Oh my god. Wow. Chắc hẳn chúng ta đều biết, thời nay việc đốt vàng mã cho các cụ ngày càng được hoàn thiện một cách bất ngờ. Với quan điểm trần sao âm vậy, con cháu luôn cố gắng để các cụ dưới kia cũng sẽ có cuộc sống đầy đủ và thoải mái nhất. Nhưng hoàn hảo đến mức này thì hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Hội Văn Tập Trẻ Đời đang có mặt ở trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất địa phủ, là nghề hàng mã ở sông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đến đây thì tôi mới biết được mọi người đầu tư cho người đã khuất khủng như thế nào. Ngựa dành cho các cụ trên mét 8. Căn villa bạc tỷ nhá, không chỉ có bên ngoài, bên trong cũng đầy đủ nội thất luôn. Quá hoành tráng, xe phân khối lớn màu đỏ cực cháy, cần câu, bia, góp bốn não được ưa chuộng, nội thất gia đình thì được làm tỉ mỉ từng tí một, đầm đủ màu cho các cụ lựa chọn. Áo da bò hàng luxury, giày gọn lem homemade. 15 rồi em. Cái này có ý nghĩa mắc rồi. Người ơi, đây có iPhone 15 Pro Max luôn. Nhưng mà các cụ dùng nhiều quá lại cháy hàng rồi. Thôi thì dùng tạm iPhone 14 Max. Các cháu xem xong chỉ biết giật mình thẳng thốt, vì các cụ ở dưới có khi còn giàu hơn con cháu trên này. Đã thế còn đi trước thời đại, có hẳn iPhone 15 luôn cơ đây. Nani? Tuy nhiên không ít người thắc mắc, tặng các cụ đồ mới thì nhớ đốt luôn cả phiếu bảo hành. Nếu không các cụ bỡ ngỡ không biết dùng mà hỏng hóc thì lại phiền lắm. Các bạn nghĩ sao về cửa hàng siêu đặc biệt này? Comment chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cập nhật những tin tức nóng hổi mà chúng tôi sẽ đưa đến trong vòng 24 giờ nhé.